Có lẽ các bạn không ai là lẫm gì với tựa game PUBG, một game dạng bắn súng sinh tồn cực kỳ hot, khiến leo lên top 1 game có nhiều người chơi nhất cùng lúc trên Steam, vượt mặt cả CSGO và Dota. Mặc dù game rất hấp dẫn nhưng nó cũng mang trong mình một khuyết điểm cực kỳ lớn, đó là việc chưa tối ưu tốt, thế nên là các máy tính đời cũ rất khó để có thể chơi được game này một cách mượt mà. Mình và các bạn hôm nay sẽ cùng nhau bỏ ra số tiền làm sao ít nhất có thể mà vẫn có thể build được một chiếc máy tính chơi mượt mà game PlayerUnknown's Battleground. Mình đã chơi game Battleground được khá lâu và đã thử nghiệm rất nhiều loại cạc độ khác nhau. Và theo những cái đánh giá khách quan của mình thì để có thể chơi được game này mượt mà ở mức đồ họa medium hoặc low setting thì chúng ta sẽ cần ít nhất một chiếc GTX 1050. Đây là chiếc GTX 1050 đến từ Asus, phiên bản 2GB Expedition, có hai quạt khá là mát mẻ và kiểu thiết kế rất là đỏ đen, chất trời, người rời các thứ. Giá của chiếc cạc này thì đang là 3.149.000 theo website alphapc.com.vn. Về CPU thì mình chọn cái chip có thể nói là ngon nhất trong tầm giá, đó là Intel Pentium G4400, 2 nhân và 2 luồng dung nhịp 3.3GHz, khá ngon mà mức giá rẻ khó tưởng, chỉ có 1.159.000 tại alphapc.com.vn. Và nơi ăn nằm của CPU sẽ là mainboard ASRock H110M DVS có socket 1151, thiết kế tối giản mà đem lại độ bền bỉ cao và mức giá rất dễ chịu, chỉ có 1.490.000. Và cái main này hỗ trợ DRAM 4, thế nên mình có một thanh RAM DRAM 4 của Apache dung lượng 8GB và dung nhịp 2400MHz. Có lẽ nói thì thanh RAM sẽ là cái thứ đắt tiền nhất trong cái bộ cây này, ngoài cả đồ họa ra là 1.920.000 nếu mình nhớ không nhầm. Ở chúng ta đã có main, đã có chip, đã có cả đồ họa, đã có RAM thì chúng ta bây giờ sẽ cần một bộ nguồn. Chúng ta chọn cái thương hiệu ở đây là Acebel HK400, 400W công suất thực. Thì nguồn nó chính là trái tim của hệ thống, thế nên chúng ta đừng nên mua nguồn rẻ mà hãy mua nguồn của cái thương hiệu nó có tên tuổi. Và cái nguồn này thì nó cũng rất đơn giản nên giá khá là rẻ, nhưng mà vẫn có cái đầu 6+2 pin. Điều sau này nếu bạn cần nâng cấp cả đồ họa lên GTX 1060 chẳng hạn thì vẫn có thể cắm được cả đồ họa vào một cách bình thường. Và mức giá cho cái bộ nguồn 400W công suất thực này khá dễ chịu là 555.000 báo số đó. Vỏ cây thì thực sự không quá quan trọng bởi chúng ta đang muốn giảm mức thiệt hại xuống tối thiểu, thế nên là mình đã chọn bừa một cái vỏ cây có giá là 330.000 đồng tại Alphat. Và nếu mà các bạn mua từng linh kiện lẻ tại Alphat thì sẽ có mức giá là 8.303.000. Nhưng mà vì mình mua tất cả các cái này cộng lại với nhau thì chúng ta được giảm giá chỉ còn 7.990.000 mà thôi. Nếu các bạn để ý thì nãy mình không nhắc đến ổ cứng ở trong hệ thống này, bởi vì căn bản là mỗi người một nhu cầu khác nhau. Và mình cũng đang tận dụng luôn cái ổ SSD cũ mình có ở đây, là một cái SSD Western Digital Green 120GB. Thì nếu các bạn mua cái bộ này có thể bỏ thêm khoảng tầm hơn 1 triệu nữa để mua một ổ cứng 1TB thì mức giá sẽ cộng thêm 1 triệu. Đó, thì chúng ta đã có đầy đủ các linh kiện lắp một chiếc máy tính. Bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu lắp và sẽ cùng nhau chơi thử PUBG xem hiệu năng nó như thế nào nhé.
vậy chúng ta đã vừa cùng nhau lắp xong bộ máy tính có giá 7.990.000 mà vẫn chơi được PUBG mượt mà ở độ phân giải Full HD Medium Low Setting là khoảng tầm 50fps trở lên. Thì mình hy vọng các bạn cảm thấy video này hữu ích. Và nếu các bạn muốn một mức giá rẻ hơn nữa, rẻ hơn 7.990.000 thì các bạn có thể giảm cả đồ họa xuống từ 1050 xuống còn 1030. Thì mình đã từng thử nghiệm 1030 chơi được ở độ phân giải Full HD, nhưng mà phải để tất cả setting ở very low và chỉ có khoảng tầm hơn 30fps một chút mà thôi. Thì nếu anh em muốn chơi cái mượt mà và dễ chịu thì nên mua 1050. Đó, video như vậy thôi. Hy vọng anh em cảm thấy video này hữu ích và thú vị. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like và bấm luôn nút subscribe bên dưới. Và link dành cho tất cả sản phẩm này cũng như cả bộ cây mình sẽ để ở phần miêu tả video. Anh em có thể click xuống dưới để tham khảo giá vào thời điểm hiện tại mà các bạn đang xem video. Đó thôi. Xin chào. Hẹn gặp lại mọi người trong video khác.